Từng rất tự tin vào bản thân khi tuyên bố nếu cô đóng Hoàn Châu Cách Cách sẽ nổi tiếng hơn Triệu Vi, song đến nay sự nghiệp nữ diễn viên Trịnh Gia Du lại thụ lùi khiến ai cũng sốc. Trịnh Gia Du nổi tiếng nhờ Công Chúa Hoài Ngọc. Công Chúa Hoài Ngọc là bộ phim truyền hình sản xuất vào năm 2000, không lâu sau khi Hoàn Châu Cách Cách ra mắt và tạo cơn sốt tại châu Á. Bộ phim cũng lấy bối cảnh và câu chuyện na ná như Hoàn Châu Cách Cách với tâm điểm là nàng công chúa xinh đẹp, tính cách bướng bỉnh, nghịch ngợm, không tuân thủ như những nguyên tắc trong hoàng cung. Với cách kể chuyện dí dỏm và lãng mạn, Công Chúa Hoài Ngọc cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được khán giả yêu thích rồi được so sánh với Hoàn Châu Cách Cách. Đặc biệt, hai nữ diễn viên chính của hai bộ phim là Triệu Vi và Trịnh Gia Du lập tức được đặt lên bàn cân so sánh. Trịnh Gia Du sinh năm 1971 tại Hồng Kông. Sau khi cha mẹ ly hôn, cô chuyển đến sống với ông bà và đến năm 11 tuổi, cô được mẹ đưa sang Mỹ sinh sống. Năm 1987, ở tuổi 16, Trịnh Gia Du quyết định đến Đài Loan làm việc trong một nhà hàng và tìm cơ hội lập nghiệp. Với gương mặt xinh đẹp, thanh tú, dáng vóc nhỏ nhắn, cân đối, Trịnh Gia Du nhanh chóng nhận được những lời chào gia nhập làng giải trí, nhưng cô lại từ chối. Năm 17 tuổi, Trịnh Gia Du trở về Mỹ sinh sống. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật, với mẹ là một nhà biên kịch, nhưng Trịnh Gia Du không có hứng thú với diễn xuất. Song gia đình cô luôn khuyến khích nữ diễn viên xinh đẹp bước chân vào làng giải trí. Tới năm 1995, cô quyết định trở về Đài Loan để dấn thân vào làng giải trí với bộ phim đầu tiên mang tên Lưu Lang Vũ Đài. Ngoại hình nổi bật giúp Trịnh Gia Du nhanh chóng được khán giả chú ý và các đạo diễn để mắt tới. Cô nhanh chóng có được chỗ đứng trong làng giải trí. Lời nhận xét gây sốc khi công kích Triệu Vi. So với Triệu Vi, Trịnh Gia Du bước chân vào làng giải trí sớm hơn và nổi tiếng sớm hơn. Thời điểm Trịnh Gia Du có được chỗ đứng trong làng giải trí, én nhỏ mới chỉ là một cô sinh viên đại học mới ra trường. Điều này khiến Trịnh Gia Du từng tỏ ý coi thường Triệu Vi khi hai nhân vật Tiểu Yến Tử và Công Chúa Hải Ngọc của họ bị so sánh. Thậm chí khi trả lời phỏng vấn, Trịnh Gia Du còn khẳng định kỹ năng diễn xuất của Triệu Vi không đạt. Sở dĩ Triệu Vi có thể thành công như vậy là vì kịch bản của Quỳnh Dao quá xuất sắc. Nếu như tôi diễn nhân vật Tiểu Yến Tử sẽ còn được khán giả đón nhận nồng nhiệt hơn, Trịnh Gia Du từng mạnh mồm tuyên bố. Câu trả lời có phần thẳng thắn này của Trịnh Gia Du khiến cô bị khán giả ghét bỏ, nhận xét ngông cuồng và kiêu ngạo. Sự nổi tiếng của Trịnh Gia Du cũng không kéo dài quá lâu sau thành công của Công Chúa Hoài Ngọc. Vai diễn này cũng trở thành một cái bóng quá lớn trong sự nghiệp của Trịnh Gia Du, khiến các vai diễn sau này của cô trở nên mờ nhạt, sự nghiệp của người đẹp dần đi xuống. Trong khi đó, Triệu Vi một bước thành sao sau thành công bất ngờ của Hoàn Châu Cách Cách, thậm chí so với hai đồng nghiệp trong phim là Lâm Tâm Như và Phạm Băng Băng, danh tiếng và vị trí của én nhỏ cải thiện đáng kể sau bộ phim. Gần 30 năm sau sự thành công của Hoàn Châu Cách Cách, Triệu Vi giờ là một ngôi sao hạng A với tầm ảnh hưởng lớn trong làng giải trí, dù số lượng phim cô tham gia không nhiều. Ngoài ra, én nhỏ còn thử sức trong lĩnh vực đạo diễn và được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Sự nghiệp chững lại, tình duyên lận đận. Vào thời điểm sự nghiệp có dấu hiệu chững lại, mẹ của Trịnh Gia Du đổ bệnh khiến cô phải tạm các công việc về Mỹ để chăm sóc mẹ. Bẵng đi một thời gian, người đẹp trở lại làm việc nhưng không còn được chào đón như trước bởi sự xuất hiện của những ngôi sao mới, trẻ trung hơn. Cũng có ý kiến cho rằng, chính tính cách của Trịnh Gia Du khiến cô không có nhiều bạn và nhận được sự ủng hộ trong công việc. Vào thời điểm sự nghiệp tụt dốc, Trịnh Gia Du cũng đối mặt với cú sốc tình cảm. Bạn trai của Trịnh Gia Du là nam diễn viên Tôn Diệu Uy, bạn diễn của cô trong Công Chúa Hoài Ngọc, cặp đôi bén duyên trong thời gian hợp tác trong phim. Nhưng tới năm 2001, sau hơn một năm hẹn hò, Tôn Diệu Uy bất ngờ tuyên bố chia tay, khiến Trịnh Gia Du rơi vào trầm cảm. Trịnh Gia Du phải mất 5 năm mới có thể trở lại bình thường và vượt qua nỗi đau thất tình. Song cú sốc này khiến cô không còn tin vào tình cảm. Chính bởi vậy hiện tại, ở tuổi ngoài 50, cô chưa kết hôn. Nữ diễn viên từng nhắc lại chuyện tình trong quá khứ khi xuất hiện trong một chương trình vào năm 2012. Sau nhiều năm, Trịnh Gia Du khẳng định vẫn tôn trọng người yêu cũ nhưng không hiểu tại sao khi xưa, Tôn Diệu Uy lại quyết định chia tay với cô. Dù vậy, cô vẫn luôn chúc phúc cho người cũ. Năm 2009, Trịnh Gia Du bất ngờ thông báo giải nghệ với lý do chân bị bỏng. Người đẹp giải thích cô không thể mặc quần do điều trị chân bị xỉn màu. Cô biến mất khỏi làng giải trí một thời gian dài. Thời gian qua, nữ diễn viên thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi livestream bán hàng trong tạo hình Công Chúa Hoài Ngọc. Video này nhận đến hơn 1 triệu lượt tương tác, nhưng cô lại bị cư dân mạng chế giễu vì ăn mày dĩ vãng khi cố tình tái hiện hình ảnh Công Chúa Hoài Ngọc dù đã ngoài 50 tuổi, trong khi sản phẩm giao bán chỉ là chiếc mũ chống nắng trị giá 19 tệ, 70.000 đồng. Nhan sắc của cô in hẳn dấu vết thời gian, không còn nét trẻ trung tươi tắn như xưa. Tình trạng hôn nhân của Trịnh Gia Du ở tuổi 52 cũng là một ẩn số. Ngày 1 tháng 4 năm ngoái, cô chia sẻ một bức ảnh mặc váy cưới và nói: "Tôi sắp kết hôn." Nhiều người cho rằng đây chỉ là một trò đùa nhân ngày cá tháng 4. Ngoài ra, cách đây vài năm, Trịnh Gia Du từng xuất bản một cuốn sách kể về mối quan hệ trong quá khứ của mình. Tuy không nói rõ tên, nhưng cư dân mạng suy đoán rằng người đàn ông từng gây tổn thương cho cô chính là Tôn Diệu Uy.